Xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì Bằng sẽ đưa mọi người đi tham quan một cái vườn cây rất là nổi tiếng ở Nam California. Vườn cây này có tên là The Central Garden. Đây là một cái vườn hoa rất là rộng luôn mọi người. Cách Lido Sài Gòn có một tiếng lái xe thôi. À, và bây giờ thì Bằng đang đứng ở phía bên trong của cái vườn hoa rồi. Và chỗ này là vườn hoa hồng của The Central Garden. Đó, có rất là nhiều hoa hồng đang xung quanh đây nè. Yeah. Giá vé để mình có thể vào cổng của cái vườn hoa này là 15 đô la mỗi người. Và mình cần phải đặt trước mọi người. Và đáng lẽ thì Bằng đã đến đây vào tháng 4 rồi. Bởi vì tháng 4 thì ở đây có lễ hội hoa tulip á. Nhưng mà Bằng không đặt được vé. Bởi vì cái vé này luôn luôn trong tình trạng hết vé mọi người. Nhưng mà may mắn là lần này Bằng đặt được hai cái vé free. Nên là lần này gia đình của Bằng đi vô cái vườn hoa The Central Garden nó không có tốn tiền. Nếu không bình thường thì mình sẽ phải trả 15 đô la cho mỗi người á. Đây là hoa tulip nè. Nhưng mà tàn rồi. Mọi người, đây là cái hoa tulip nè. Đó. Cái mùa hoa tulip ở The Central Garden á, là nó sẽ kết thúc vào cuối tháng 4. Còn bây giờ là bắt đầu vào cái mùa hoa hồng á mọi người. Nên là hoa hồng đang nở rất là nhiều nè. Nó quá trời luôn. Đây là hoa hồng đỏ nè. Bông nào nấy to ghê. Wow, cây bên đây mới đẹp nè. Đây. Kìa, trời ơi, đã không? Quá trời đẹp luôn mọi người. Yeah, Rich đi theo mẹ kìa. Đi theo mẹ kìa Rich. Bay hoa. Con đang coi bản đồ hả? Đang coi bản đồ để đi hả Rich? Đẹp ha. Khác hoa hồng người ta bán bình thường ha. Ừ, cánh nó nhiều ha. Cánh quá trời luôn. Nó đang nở bự lắm á. Những nhỏ nó đang nở còn chưa hết. Còn quá có quá trời cánh luôn. Mà cái búp nó vẫn nhỏ bình thường. Nhưng mà cảm thấy cái cây này nè. Ừ, bận, cây bự ha. Còn mấy cây kia nó tăm teo, nó búp nó nhỏ. Ủa, cái cây bên kia đẹp chứ. Lên đây ngồi con, lên đây ngồi nè, ngồi không? Đây có nhiều loại hoa hồng á ha. Ủa, có rắn nở kia ông nhìn nè. To luôn. Cái hoa hồng đó thì có mấy cánh à? Yeah. Mấy cánh à? Hoa này mập kì kì, hoa này nên lãi vậy trời. Nè, ồ đẹp quá trời. Ừ. Giống như có cái gì nó bao xung quanh ha. Ừ, nè, cái này là của cái cánh nó nhuyễn rí. Ở giữa nó có cái này gọi là nhụy trời, phải nhụy không vậy? Chắc nó kết trái á. Kết trái, bây giờ nó lên bông rồi nó kết trái nè. Ôi, này chưa là búp không là búp rồi. Trời, một nhánh rồi, 1, 2, 3, 4 5 búp, em coi nè, có một nhánh đâm lên thôi, 5 búp nè, 1 quá trời luôn. Này một nhánh luôn quá. Nó nở rồi, cầm một nhánh rồi. Này một cành là đủ rồi ha. Cắt một cành là đủ luôn. Con muốn đi đâu, con muốn đi đâu, con muốn đi đâu, dắt nó quá trời hoa hồng luôn mọi người. Đây nè. Bên đây nữa nè. Trời ơi trời. Đẹp quá. Nhiều loại ha. Có màu tím rịm kia kìa. Hoa hồng tím ha. Hoa tím. Hoa hồng trắng hay thường nhưng mà cái hoa này mà đẹp. Hoa tím. Ủa loại cánh mỏng. Ừ, trời ơi. Cái này hoa màu giống màu màu cam ha. Màu này màu gì con? Màu này màu gì? Màu nó sẽ yellow, màu này màu white. Đúng rồi, màu này màu gì? Purple đâu, đi kiếm màu purple cho mẹ coi. Purple đâu?
Phía trước kìa, có nguyên cây hoa quá trời to kìa. Màu này màu gì, màu này màu gì? Red hả? Ừ, giỏi. Cái vườn hoa hồng thôi cũng rất là rộng đó mọi người. Yellow kìa. Còn nguyên bên kia nữa kìa. Trời, cái hoa này nó chói dữ vậy hả? Màu này màu gì, màu gì, màu gì? Yellow. Ừ, yellow. Yellow. Màu nào nữa? Đây, 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 màu này màu gì, màu này màu gì? Ăn chạy đâu vậy? Trời ơi, ăn nó thích nhảy trên mấy cái nắp ống cống thôi. Đẹp không? Đẹp không? Thử thử hoa thơm không? Thử cho hoa thơm không? Cứ xét lại xem. Có gì vậy? Đi con bên đây con này con. Wow, bạn không biết tên của cây hoa này nhưng mà nó quá trời đẹp luôn mọi người. Không có cái lá hết, toàn hoa không. Ồ, ở đây người ta trồng hoa hồng cho nó leo lên trên cái vòm luôn nè. Đây người ta trồng hoa hồng cho nó leo lên cái vòm mọi người. Wow, cái này nếu mà nó leo hết luôn là nguyên một cái vườn này, hoa hồng luôn ha. Nguyên một cái đường này nè. Nguyên cái vòm hoa hồng. Quá trời loại màu luôn. Đây nè. Trời ơi, bông bự ghê trời. Búp hoa hồng đấy hả? Trời ơi trời. Búp dữ vậy. Cái này nó nhỏ, búp dữ ta. Sao cái cây hoa bông nó nhỏ ha? Bông nó nhỏ. Bông nó nhỏ thì búp nó nhiều. Ừ. Cái bông này bự thì không có búp nè. Ừ. Bông này bông bông nào cũng lấy nó to đùng luôn. Trời con cái bông này. Nó nhỏ nhỏ vậy nè. Ừ. Đúng rồi. Còn bông này bông bông bự thì nó bông búp ít. Giống như bông hồng người ta bán vậy. Đúng rồi, giống bán bông hồng á. Bông hồng bán ở ngoài siêu thị rồi. Lúc xưa mình đi đâu có bông. Đúng rồi, hồi năm trước mình đi thì không có hoa hồng. Đây. Đây, 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 đây. Hoa hồng này cánh nhiều ghê ha. Giống nè, cái này cánh ít nè. Này, này, hoa đây, hoa này bán ngoài siêu thị đó. Purple, đúng rồi, purple. Trong đây có một cái dòng giống như dòng suối mọi người. Này chắc nhân tạo quá. Họ làm cho nó chảy ở trong cái khu vườn nè. Vô đây nè, ở đây có cái thác nước nè. Con qua đó. Nè nước nè. Đây giống cây câm á thôi. Cái này cũng hoa hồng hả? Không biết, cái giống cây câm ở mình á. Thơm chứ ta? Thơm em. Cái chanh nè. Trời trái quá trời luôn. Wow. Cái cây này thơm dữ ha. Anh. Cái chanh không trái quá trời. Cái bông giấy. Wow. Cái bông giấy nè. Hoa giấy. Tỉa đẹp ghê á. Tỉa gọn gàng luôn á. Rồi đi tiếp anh ơi. Bye.
Hả? Rùa kìa, rùa đang nằm phơi nắng kìa. Quá trời rùa luôn nè. Có dịch nữa kìa. Trời coi kìa, nó nằm kìa. Nguyên một tổ luôn kìa em. Quap 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 quap. Con lại con rơ đi. Con dám rơ không? Trời ơi. Con lại con rơ đi. Coi kìa, coi kìa. Cái nào nguyên một bầy nữa. Con ghê đó kìa. Nguyên một bầy luôn. Lượm tờ giấy lên cho mẹ con. Đâu có xe cầu. Bryce, vịt nè con, vịt nè. Mommy. Rùa nè, rùa nè. Turtle. No, 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 my turtle. Kìa, kìa, con có rùa con kìa, Rich. Peek-a-boo, I see you. Oh, no, my turtle, hả? Peek-a-boo, peek-a-boo. Peek-a-boo, nó đi peek-a-boo. Đồ đứng đây được rồi. Peek-a-boo. No. Rùa con kìa, Ray. Rùa con kìa. Mommy, turtle. Ờ, my turtle. Bye bye, turtle chưa? My turtle. My turtle. Mommy, I'm turtle. Wow, say hi to him. Say hi. Hi, turtle. Ôi trời. Hi, turtle đi. Peek-a-boo nó coi, peek-a-boo nó sao? Kìa, rùa con quá kìa, rùa con kìa. Baby turtle, baby turtle, baby turtle, baby turtle. Baby kìa. Peek-a-boo, you are here.
baby turtle kìa, baby turtle kìa, baby turtle kìa đó. Wow, baby. Bye baby. Bye baby. Mommy baby. Yeah, baby. No baby. No, cái đó không phải baby, baby đằng kia. Bye baby. Bye baby. Oh, cá này con fish kìa, cá kìa. Cá. Cho cá ăn đi, fish, cho cá ăn. Cho cá ăn. Chút 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 chút. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.